Chào bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại kênh. Em tiếp tục với chương trình video đem lên nha anh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp báo giá này. Để bác nào có nhu cầu hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại em đang ghi trực tiếp ở trên mình nhá. Gọi điện theo hai số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn nhanh nhất có thể luôn. Đấy, và lưu ý cho em là hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán em sẽ đi vào sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên mã xẻ kho luôn bác, mã hàng đó là cái này là cái đôi bao tay chống nắng này rất là hay. Đấy, bao tay chống nắng nhé, em báo giá luôn, xẻ kho luôn, bán nhanh bác luôn, 10k một đôi thôi. 10.000 một đôi nhá, 10.000 một cái đôi bao tay chống nắng này, rất là hay. Con này để chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn này. Bây giờ người mẫu sẽ đeo thử bác xem luôn nhá. Xịn cực kỳ luôn, cái con này nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Mỏng mà nhẹ, cực kỳ mát và đeo rất là thấm hút mồ hôi mà nó rất là nhẹ này, nó rất là mỏng này, nhưng mà chống nắng cho bác rất là tốt luôn. Các bác đi làm đấy, rồi là đi chơi, đi du lịch, đi thể thao các thứ rồi, trong thời tiết nắng nôi mình đeo rất ok đây. Đấy, người mẫu nhà em đeo cho bác nhá. Đó, rất là xịn luôn. Cái này ví dụ như bình thường này, các bác đi làm các bác mặc một chiếc áo cùng tay cũng được, sau đó là các bác đeo cái đôi này vào. Đấy, mình không cần phải mặc quá nhiều quần áo, nó nhẹ người, dễ dàng lao động, dễ dàng linh hoạt sử dụng này. Đấy, rất ok đây, có nha, nhìn nhá, ok luôn. Đây, có giãn 4 chiều này. Đó, rất là thấm hút mồ hôi mà rất là thoáng nhá, nhưng mà vẫn chống được tia UV, tia cực tím. Đây, cái phần bàn tay là nó xe gần hết đi luôn này, nó chỉ có thò ra mấy cái ngón tay để các bác hoạt động làm việc thôi, rất ok. Đây, đó, 10.000 một đôi đâu nhá, em đang xả kho bán nhanh luôn đấy. 10k một đôi. Lên mã em sẽ là cái bao tay chống nắng nhá, chống tia UV, tia cực tím cho em luôn. Đó, 10k một đôi, 10.000. 10k nhá, bao tay chống nắng nhá. Cái này em còn có ít thôi, chắc còn khoảng tầm 20 bộ đâu, không có nhiều đâu ạ. Đấy, các bác nhanh tay chốt luôn nhá. 10.000 một cái đôi bao tay chống nắng này, các bác mua về sử dụng đi làm này, đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, mình đeo trong mọi lúc mọi nơi luôn, rất là tiện, nhẹ nhàng, tình cảm, dễ sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đôi ủng đi mưa này. Lên mã em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá. Đó, ủng đi mưa rất ok. Báo giá bác luôn, em đang bán một cái đôi ủng đi mưa này với giá sẽ là đi ủng đi mưa này với giá là đi 90k nhá, 90k. Đó, 90.000 cho một cái đôi ủng đi mưa này, dùng cực kỳ hay đây. Mở bác xem luôn. Cái này là các bác đang đợt này đang vào mùa mưa này. Đấy, các bác hay phải đi ra ngoài nhiều, lao động làm việc này, các bác hay phải chạy xe máy cho cộ này. Đấy, rồi là mình có thể mình đeo vào để mình đi chợ, đi búa này, rồi là sử dụng đi ra ngoài trong cái thời tiết mưa gió rất ok. Đấy, thì về là các bác cứ thế là đeo vào thôi. Đeo vào và các bác đi ra rời mưa rời gió thì em thoải mái, rồi là nước ngập các thứ con này chiến thoải mái luôn. Đó, kín cực kỳ luôn nhá. Chất liệu sẽ là nhựa PVC. Đấy, dây dẫn chắc chắn. Đây, có phần mở khóa nha, về các bác mở cho khóa này ra. Kéo cho cái khóa này ra nhá. Đấy, kéo khóa này ra xong đó, các bác đi vào. Và khi mà các bác đi vào xong là các bác lại kéo khóa lên. Nhiều bác thắc mắc là có khóa này thì sợ nước nó vào, thì các bác yên tâm nhá. Đây có nhìn này, nó đúc liền luôn rồi. Nó có một cái tấm bên trong luôn nhá. Cái khóa này gọi là để mở ra để khi mà các bác đi ủng nó dễ đi vào hơn thôi, chứ còn là nó sẽ đúc liền vào luôn, không có một tí nước nào vào đâu. Đấy, yên tâm đi. Đấy, bảo hành cho bác luôn. Về mà các bác cứ test thử mà có nước nồi vào bên em đổi cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết bác là chuẩn chỉnh 100% nhá. Chất lượng ok luôn. Phần đế này có những cái phần răng ra này, chống trơn trượt ok cho em luôn nhá. Xịn cực kỳ. Đó. Giá thì hạt rẻ vô cùng luôn, chỉ có 90.000. Lên mã em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá, 90k một đôi. Đây, bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây ủng đi mưa nhá. Chất liệu được làm từ nhựa dẻo PVC hai lớp, cực kỳ bền, dẻo và chắc chắn luôn ạ. Đấy, có đi vào nha, rất ok luôn. Rồi nắng rồi mưa cho em đi cho em thoải mái luôn này, rồi mưa này. Đấy, nước ngập nước nhiếc đi thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đó, sạch sẽ ngon lành đây. Đây coi nhá. Đó, rất là dễ dàng sử dụng và đi vào. Đấy, nó còn có cả cái phần đai để các bác siết vào nó không bị tuột ủng này. Đó, sạch sẽ ngon lành. Còn ngoài ra nếu mà các bác muốn, các bác có thể đi cả giày cả dép vào luôn, sau đó các bác đi ủng này vào, bảo vệ cho bác là cả cái đôi giày luôn. Đấy, các bác đi xe máy, đi rời lội, rời mưa gió ok cho luôn nhá. 90.000 một đôi nhá. Lên mã em sẽ là cái đủng đi mưa 90k, chất liệu là nhựa PVC cao cấp, dày rất là chắn lắm. Đấy, hàng này thì bao dùng bao xài, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa mưa này, các bác nên có một cái đôi này. Đấy, mình đi ra ngoài rất là tiện. Đấy, đi vào xong ok luôn nhá, 90k một đôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bọc yên xe này. Lên mã em sẽ là cái bọc yên xe. Đấy, yên xe này các bác hiện tại nó bị hỏng này, hoặc là các bác muốn thay đổi cái phong cách của mình đi, yên xe nhìn cho nó mới hơn thì các bác mua cho em cái này về. Nó là cái dạng lưới nhá, dạng lưới này. Đấy, dạng lưới bông. Các bác ngồi thì cũng giúp các bác là thông thoáng khu vực mông các bác ngồi hơn. Đấy, ngồi cảm giác là mát, thoải mái hơn này. Nó là dạng co giãn nhá, nên là khi mà các bác đeo ấy, những cái yên to, yên nhỏ, yên xe đạp điện này, rồi yên xe máy này, xe to, xe nhỏ, SH rồi là các kiểu là đeo hết luôn vì nó co giãn mà. Các bác nhìn nó co giãn rất ok luôn. Và bên dưới này là những cái phần dây cạp ngang nhá, để khi mà các bác sử dụng ấy là các bác cạp vòng qua yên là nó sẽ
cạp và nó sẽ giữ cái yên, nó giữ cái bọc này nó không bị trượt đi trượt lại nhé, rất ok luôn, rất dễ sử dụng và giá thành cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái bọc yên xe này, đấy, cái bọc yên xe, cái bọc yên xe này hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là đi bọc yên xe nhá, bọc yên xe đang bán giá sẽ là 40.000 thôi, 40k nhá. Lên mã em sẽ là cái bọc yên xe nhá, cái bọc yên xe đó giá sẽ là 40.000 nhá. Các bác nhớ mã giúp em lên đúng sản phẩm đi em nhá, cái này là cái bọc yên xe giá là 40k đấy, 40k cho một cái sản phẩm bọc yên xe đây. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này đấy, đây có nhá, đấy ví dụ yên thì các bác hiện tại đang bị rách này, các bác ngại thay này, mua cho em ngay cái này về các bác bọc lại đẹp đẽ ngon lành luôn nhá, đó xịn sò đấy, nó có phần dây cạp ngang, khi mà các bác bọc vào cái yên nó căng nó đẹp nhìn chất á, đây đó rất ok luôn này. Đấy, bọc lưới yên xe thế hệ mới nhá, đó, phù hợp cho tất cả các loại dòng xe. Đấy, từ xe to đến xe nhỏ, xe đạp điện rồi là xe máy rồi là các kiểu lại luôn, thông thoáng giúp ngồi cảm giác là thông thoáng đấy, không thấm hút nước nhá, ok luôn đó, đẹp vô cùng, 40k nha các nhá, 40.000 thôi, 40.000 cho một cái chiếc bọc yên xe này, các bác mua về bọc yên xe này mình nhá, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bao tay làm vườn này, lên mã em sẽ cái lô bao tay làm vườn nhá, em báo giá luôn, bên em đang bán cái lô bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một đôi, đấy, 30k một đôi nhá, 30.000 một đôi bao tay làm vườn để về chuyên để các bác làm vườn, làm cỏ vườn này, rồi là sử dụng làm vườn làm tược, bới đất, bới đất rồi là bới cỏ thứ rất ok. Đây, đó một đôi nhá. Đôi nó sẽ gồm có là hai tay này, đấy, một tay trái, một tay phải, bác đi vào là sử dụng thôi. Nó có những cái phần móng vuốt bằng nhựa nó tích hợp ở cái phần đầu của cái ngón tay nhá. Nên khi mà các bác đi vào ấy, các bác sẽ sử dụng cái này để các bác cào, đấy cào bới đất các thứ cho em ok luôn. Hai tay, đó, đều được bọc cao su, đấy chống va đập này rồi là chống đứt tay cái thứ nhá. Đấy các bác bới đất làm cỏ giá thứ này, sử dụng làm vườn làm tược rất ok cho em luôn. Đấy, 30.000 đô này. Cái này là nó là dạng co giãn nên khi mà các bác sử dụng nó tay to tay nhỏ là vừa hết cho em luôn. Đó, tay to nhỏ vừa hết, nó co giãn mà. Đó. 30.000 một đôi nhá. Lên mã em sẽ là cái bao tay làm vườn nhá. 30k cho một cái đôi bao tay làm vườn nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khóa này, là cái bộ khóa đĩa này để về để các bác chuyên khóa vào cái đĩa của bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa của bánh xe máy hoặc là xe đạp điện cũng được luôn. Đấy, nói chung là cứ có cái đĩa phanh đĩa là các bác khóa ok. Đấy, chuyên để các bác khóa vào đĩa xe để chống trộm rất ok. Nó thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn nhá. Các bác có thể là bỏ túi sách các thứ này, bỏ trong cốp xe, mang đi mang lại rất là tiện lợi, nó không cồng kềnh nhưng mà nó lại cực kỳ là an toàn. Đấy, vì nó thiết kế các bác nhìn này, theo dạng là trục tròn, nó là một cái khối tròn này luôn. Khi mà nó cậy mở rất là khó, nó có những cái điện, nó không có những cái điểm tựa để nó phá được khóa bạn. Đấy nên là nó cậy mở rất là khó này. Đấy, và cái chìa khóa này đi kèm với có hai chìa, thao tác mở cũng rất là dễ thôi. Đấy, đó ấy cái mở này. Còn khi mà các bác khóa thì không cần chìa nữa, các bác chỉ ấn một cái này, khóa tự động khóa ngay, rất ok luôn. Thiết kế cực kỳ là thông minh và rất là nhỏ gọn tiện lợi nhá. Giá thì tại em đang bán một cái khóa đĩa nhỉ. Lên mã em sẽ cái khóa đĩa bánh xe nhá. Đấy, khóa đĩa bánh xe. Khóa đĩa này với giá sẽ là đi 50k thôi. Đấy, khóa đĩa nhá. 50.000 cho một cái chiếc khóa đĩa này các nhá. 50.000 một chiếc. Đấy, chuyên để có khóa xe máy xe đĩa các thứ ok. 50k một chiếc nhà các bác nhá. Dùng cực kỳ là an toàn và tiện lợi. Còn nói chung là các bác có xe máy các thứ nhà mình mỗi người nên mua một chiếc. Đấy, mình sắm mà mình vứt vào cốp ấy. Lúc nào cần cái là mình có cái là mình lôi ra mình khóa tạch vào xong cho nó an toàn, bảo vệ tài sản rất ok đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhé. Loại khóa xe siêu mini có thể dễ dàng bỏ túi mang đi bất cứ đâu. Giới thiệu đến các bác đây là loại khóa phanh đĩa chống trộm dành cho xe máy. Với chất liệu là thép nguyên khối không gỉ được nhập khẩu từ Đức nên khả năng chống cắt phá trộm xe cao, an toàn hơn các loại khóa thông dụng trên thị trường. Cách khóa và mở đơn giản với bộ đôi chìa khóa thông minh. Ngày mà biết đến loại khóa phanh đĩa này, tôi vứt hết các khóa cảng chữ U và cồng kềnh lại còn không an toàn nữa. Giờ thì đi đến đâu tôi cũng bỏ túi chiếc khóa phanh đĩa nhỏ gọn tiện dụng này. Loại khóa này tuy nhỏ nhưng chất lượng đúng với nhu cầu sử dụng của rất nhiều người. Các bác muốn bảo vệ chiếc xe thân yêu của mình thì hãy nhanh tay sắm ngay một chiếc khóa thông minh như này nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn đấy. Cái này thì bán cực kỳ nhiều. Đấy, và rất là tiện lợi nhá. Cũng chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000 bảo vệ an toàn cho cái xe hoặc tài sản của mình thôi nhá. 50k lên mã xe cái khóa đĩa xe máy nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nắp cống ngăn mùi thoát sàn này. Đấy, con này chất liệu của nó là dạng đồng thau nguyên khối nhá. Đấy, dùng xịn cực kỳ luôn. Đó đi về thì các bác lắp đặt và là xài thôi. Đó, rất là dễ dàng lắp đặt nhá. Cái phần trên này em báo kích thước luôn này. Đây em sẽ đo lắm luôn nhá. Cái mặt này của nó sẽ là mặt mặt này của nó sẽ là cái mặt 4cm này. Mặt 4, mặt trên to là mặt 4 nhá, mặt dưới của nó sẽ là 3. Đấy thì về các bác xem vừa với kích thước cống như mình không thì các bác mua về các bác sử dụng đây. Mặt dưới là 3 này, mặt trên này là 4 này. Đấy, mặt trên này là 4 đi kèm là cái nắp đậy đi kèm. Đấy thì bác có thể về dùng nguyên cái này, còn nếu mà không thì về mình
tùy chỉnh cái này vào xong ok cho em nhé. Một cái bộ nắp cống ngăn mùi thoát sàn này với giá bên em đang bán là 50.000 một bộ nhé. Con này cái nguyên lý động rất là hay, là để bình thường thì nó sẽ bịt kín như này này, có gì đâu, để bình thường nó sẽ bịt kín, còn khi mà nước nó xuống thì nó tự động nó đẩy xuống được cái phần lập là nó sẽ theo trạng thái nguyên lý thì nó sẽ đẩy ngoài thì nó sẽ mở van ra và nước của các bác sẽ xả bình thường, còn khi mà nước nó không xả thì tự động mà có thấy không, nó sẽ theo dạng lập là cái này nó sẽ đóng kín lại đấy, tránh tình trạng là cái mùi nó bốc lên, bốc ngược lên, rồi thứ hai là côn trùng các thứ ở dưới cống nó chui lên nhá, rất là thông minh luôn đấy, thiết kế cực kỳ thông minh nhá. Đây em để nghiêng nhá thì nó sẽ không hiện tượng như đâu, em để đúng chiều nó này đấy, theo cái lực hút này đó, thấy không, là nó sẽ tự động đóng kín lại luôn nhá, rất thông minh luôn, cực kỳ hay. 50k nhá, lên mã em sẽ cái nắp cống ngăn mùi đấy, nắp cống đồng ngăn mùi nhá, cái này là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k cho một cái chiếc nắp cống đồng nhá, 50.000 một chiếc, dùng cực kỳ là hay luôn đó, mua về sử dụng thì ok. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất nhà ok. Nhà bác nào hay bị mùi hôi hay côn trùng bay lên từ nắp thoát nước nhà tắm nhà vệ sinh gây ra những mùi hôi khó chịu mà chưa biết đến sản phẩm này là quá thiệt. Nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các vấn đề về mùi hôi và côn trùng bay lên từ cống đó, thấy không, nước xuống nhá, nước đóng cái thì ngắt nó ấy ngay đại luôn. Ngăn ngừa mùi hôi và côn trùng xâm nhập vào nhà bạn mang đến một. Nhà bác nào hay bị mùi hôi hay côn trùng bay lên từ nắp thoát nước nhà tắm nhà vệ sinh gây ra những mùi hôi khó chịu mà chưa biết đến sản phẩm này là quá thiệt. Nắp thoát nước ngăn mùi hôi côn trùng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo để giải quyết các vấn đề về mùi hôi và côn trùng bay lên từ cống thoát nước trong nhà của bạn. Với thiết kế độc đáo, sản phẩm của chúng tôi giúp ngăn ngừa mùi hôi và côn trùng xâm nhập vào nhà bạn mang đến một. Nhà bác nào đấy, thiết kế về sản phẩm nhá, 50.000 một bộ nhá, 50k cho một cái bộ nắp cống đồng ngăn mùi nha. Đấy, nói chung là chất liệu bằng đồng thì có dùng yên tâm, dùng nó rất là bền. Đó, dùng nó vĩnh cửu ạ. 50k một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe này, lên mã em sẽ cái bao tay lái xe nhá. Đấy, bao tay lái xe để về các bác sử dụng, mình đi xe đạp xe máy này. Đấy, mình có cái bao tay này mình thứ nhất là mình mùa hè thì mình chống nắng này rất ok. Đấy, mùa đông thì giữ ấm. Đó, chuyên để các bác lái xe. Ở cái phần bên dưới tay nó sẽ có là những cái miếng nhỏ nhỏ cao su này để khi mà các bác điều khiển xe nó không bị trơn trượt nhá. Đó, và cả những cái hai cái phần trên nó thiết kế theo dạng là ví dụ như là các bác có điện thoại thông minh cảm ứng là các bác không cần phải tháo bao tay, mình vẫn có thể dùng cái đầu này mình bấm được nhá. Rất ok luôn. Đấy, thì khi mà dùng được các bác mở nới cái khóa ra cho nó dễ đi vào. Đấy, dễ đi vào nhá. Đấy, sau đó các bác đi vào. Đi vào xong rồi các bác lại kéo nó khóa lại vào sau. Đó, rất ok. Vừa vặn này. Đó, nhìn rất là ngầu luôn nhá. Chất lượng. Đấy, giữ ấm mùa đông. À, chống nóng mùa hè quá ok. Đấy, phủ một lớp cao su chống trượt, lái xe rất là thật tay thoải mái chăn luôn. À, em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái bao tay lái xe nhá. Đấy, bao tay lái xe bên em đang bán một cái đôi bao tay lái xe này với giá sẽ là đi 50.000 một đôi nhá, 50.000. Đấy, bao tay lái xe này, bao tay lái xe nhá, đó giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe nha, 50.000 một đôi. Đó, chuyên để các bác dùng để đi lái xe chống nóng rất ok cho em luôn, 50k một đôi nhá. Sản phẩm cái bóp tay này để về các bác dùng để tập tay này. Đấy, tập tay cho tay tay chân khỏe hơn này. Đấy, về để các bác bóp tay nhá. Con này thì khi mà các bác bóp thì các bác có thể chỉnh được cân nặng này. Cân nặng tối thiểu để các bác bóp là 5kg. Và cân nặng tối đa các bác chỉnh lên đến là 60 cân nhá. Đấy, 60kg. Để về các bác xem về thì các bác tùy chỉnh theo cái cân nặng này. Đấy, thì có thể đưa ra ví dụ như là mình đưa ra cái mục tiêu hôm nay là 5 cân, mai 6 cân, 7 cân, 8 cân. Đấy, lên đến là lớn nhất sẽ là 60 cân. Đấy, 60 cân này bóp được khá là đầm tay luôn nhá. Bóp khá căng luôn đấy. Đấy. Đấy thì các bác điều chỉnh cái cân nặng theo cái vòng xoay nhá. Và cái con này rất là hay là khi mà các bác bóp được bao nhiêu cái thì nó sẽ đếm được bấy nhiêu cái nhá. 41 này, 42 này, 43 này, 44 này, 45 này. Đấy, có thấy không? Nó sẽ báo luôn cái phần số cái mà các bác bóp được nhá. Đấy, và cái này có thể reset về không? Đấy, ví dụ như là các bác bóp xong là 45 cái rồi các bác muốn reset về không thì các bác ấn mạnh cho em, ấn mạnh vào, sau đó các bác xoay. Đấy, xoay về không nhá. Đó, thì cái này các bác xoay về không cho em thôi. Đấy, xoay nó ngược lại. Xoay nó ngược lại và nó sẽ về không này. Đây. Đó, rồi các bác điều chỉnh bóp về không cho em nhá, là xong. Rất ok. Đấy, điều chỉnh bóp về không. Đó, có thế thôi. Là các bác sẽ bóp được về mo này đây về không hết này. Đó, và bắt đầu các bác lại sử dụng, bắt đầu các bóp là bắt đầu nó lại tính số cái số các bác bóp lại từ đầu, thế thôi, rất ok. Giá anh em đang bán một cái bóp tay này với giá sẽ là 40.000 nhé, 40.000. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ bóp tay để các bác tập thể dục thể thao, đấy, nâng cao sức khỏe nhá, rèn luyện tay chân nó cứng cáp hơn, đấy, mà giúp máu rồi là khí huyết lưu thông tốt hơn nhá, 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, đấy, dụng cụ bóp tay. Giá đang bán là một cái bóp tay này với giá sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40k. Đấy, mua về sử dụng, đặc biệt là dùng cho người già.
Đấy, các bác thi thoảng mình lôi ra mình bóp cho chân tay nó khỏe khoắn hơn này. Đấy, giúp giãn xương, giãn cốt này. Đấy, đả thông kinh mạch đấy nhá. Rất ok. 40.000 cho một cái bóp tay nhá. 40.000 một chiếc, sản phẩm giúp nâng cao sức khỏe nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bạt phủ xe này. Lên mã em dẫn cái bạt phủ xe nhá. Cái này về để các bác phủ xe đạp, xe máy, xe đạp điện các thứ, những cái đồ xe của nhà mình. Rất là hay luôn. Đây em sẽ báo bác về cái phần thông số này. Con này thì cái kích thước thì dài của nó sẽ là 1m7 này. Dài 1,7m nhá. Dài 1,7m này. Rộng là đi rộng 60 các bạn, rộng 60. Và nó cao là đi cao là đi 1m2 nhá, cao là 1m2. Đó, cao 1,2m nhá, rộng 60 cm. Và dài là 1m7 nhá. Đấy thì về các bác nói chung là hầu như là toàn bộ những cái dòng xe phổ thông. Đấy là các bác có thể phủ hết luôn, xe đạp điện này, rồi là xe máy này, rồi là xe đạp này. Đấy các bác phủ vào để bảo quản xe mình trong ví dụ như là thời tiết trời nó nắng hoặc là nó mưa. Nó rất là nhỏ gọn thôi, nó chỉ là một cái miếng này. Còn khi mà các bác dở ra nó một cái bạt rất là to. Đó, đây mình có thể là cất trong cốp xe, lúc nào cần là các bác có thể dở ra mình phủ. Đó, phủ xe bảo vệ tài sản nhá. Cũng như là tránh nắng mưa thứ là nó hỏng hóc xe này. Đó, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm hình ảnh đây nhà em đã phủ, sau đó em chụp lại các xem đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Đó, phủ xe máy xem ok cho em luôn à. Đó, thấy không? Rất ok, ngon lành luôn nhá. Giời mưa giời gió các bác để bên ngoài cũng được. Lấy cái bạt này phủ lên cho em cái là xong, đỡ phải dắt vào nhà nhức. Nhiều khi mình cần cái mình đỡ phải dắt ra và mình có cái là mình đi luôn. Đó, mình chỉ cần mua cái bạt này về mình phủ qua lại được thôi. 40k nhá. Lên mã em sẽ là cái bạt phủ xe đang giảm giá cực kỳ sâu luôn đấy. 40k. Đấy, bạt phủ xe này. Bạt phủ xe nhá. Bạt phủ xe đang giảm cho bác là chỉ có 40.000 thôi, 40k một chiếc này nhá. 40k về các bác dùng để phủ xe đạp, xe máy, xe đạp điện các thứ cho em ok luôn. 40k một chiếc. Đây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp sáp thơm này. Lên mã em sẽ cái hộp sáp thơm nhá. Hộp này nó là dạng sáp, dạng sáp thơm. Rất là thơm luôn. Đấy, về các bác dùng để cho thơm phòng, thơm nhà này đây. Nó là dạng sáp khô, đây em đang dùng cái lọ này, em dùng chắc phải tầm hơn năm nay bắt đầu nó đã khô vào này. Nhưng mà vẫn còn rất là thơm nhá, vẫn còn rất là thơm luôn đây. Đó, là một cái lọ này rất là đầy luôn đấy, cầm nặng trịch luôn. Thì rất là dễ sử dụng nhá. Về là các bác chỉ việc bóc ra, sau đó là các bác để vào những cái chỗ nào các bác cần thơm, ví dụ như mình để trong phòng khách này, phòng ngủ này, nhà vệ sinh này, nhà tắm này, rồi những cái chỗ nào, nói chung là những cái chỗ nào cần thơm là các bác để vào. Rồi là đặc biệt là ví dụ các bác hay có cửa hàng bán hàng, đấy để vào khi mà có khách khứa và thơm tho ngon lành hơn nhá. 20k nhá. Lên mã em sẽ là cái lũ hũ sáp thơm. Đấy, hũ sáp thơm này. Nó là dạng sáp nên là nó thơm rất là lâu, cũng như nó được lâu, nó dùng nó được lâu ạ. Nó rất là dạng sáp như kiểu dạng khô khô mà. Đấy. Sáp thơm nhá. 20k một hộp thôi. Đấy, 20.000 cho một hộp sáp thơm nhá. 20k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kem chuyên để các bác tẩy son, tẩy nồi. Đấy, tẩy rất ok luôn, tẩy son để nồi cực kỳ sạch luôn đấy. Thì lên mã thì em sẽ là cái lọ tẩy son nồi nhá. Lọ kem tẩy son nồi hoặc là tẩy xanh cũng được. Đấy, tẩy xanh lên mã em sẽ là tẩy xanh cho nó ngắn gọn nhá. Một cái hộp tẩy xanh này bên em đang bán với giá cũng cực kỳ là tốt luôn, chỉ có 20.000 thôi. 20k nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp tẩy xanh 20.000 một hộp nha. Đây nó là dạng kem các nhá. Thì về các bác bóc ra. Đấy, bóc ra nó là dạng kem này. Về các bác muốn cọ những cái son nồi nhà mình ấy thì các bác dùng cái kem này các bác phết vào, sau đó là các bác kết hợp cùng với lại cái búi cọ son để các bác cọ thì nó rất là sạch luôn. Kết hợp với cái bộ cái dạng kem này nhá. Cọ cực kỳ sạch mà son bóng loáng luôn nhá. Đó. 20k một hộp này các nhá. 20k một hộp để về chuyên bác tẩy son tẩy nồi cho rất ok. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn đây. Cái kem tẩy son nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đây mẹ em sẽ cái hộp tẩy xanh, tẩy xong nồi đa năng nhá. 20.000 hộp này các nhá. 20.000 một cái hộp tẩy xanh nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái pin 18650 này. Đây mẹ em sẽ là cái pin 18650 nhá. Con này thì nó là dòng pin UFE Flash này. Đấy, hãng pin công ty luôn nhá. 3.7V này. Đó, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh nhá. Để về các bác sử dụng những thiết bị bây giờ những cái thiết bị dùng những cái pin này rất là nhiều. Đó, ví dụ như là máy khoan, máy cắt pin, khoan pin giờ là những cái thiết bị sử dụng quạt tích điện à, hay dùng những cái pin này. Đó. Pin này là pin đỏ nhá, pin 18650 chứ không phải là pin tiểu đâu. Không nhiều bác có khi này nhầm sang cái pin này là pin tiểu, không phải là pin tiểu nhá. Pin này khác, pin tiểu. Đó, pin tiểu sẽ nhỏ một chút, còn pin này to một chút. Pin này là pin
18650, và cái pin này là nó rất là hay là nó có thể sạc tích điện được nhiều lần. Đấy, nghĩa là nó như kiểu pin điện thoại nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc và lại sạc. Pin này đúng như thế luôn, hết pin thì các bác lại mang ra sạc, và khi mà sạc đầy rồi thì các bác lại lôi ra sạc thế thôi. Mã của nó thì pin sẽ là mã pin 18650. Đấy, nhiều bác cũng rất là nhiều bác nhầm nên em phải đọc rõ luôn là 18650 nhá. Rồi em báo giá luôn. Thì em đang bán một cái viên pin 18650 nha, một viên nha. Với giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000 thôi. Đấy, mua về các bác sử dụng chế cháo cũng rất là nhiều đồ dùng cái pin này nhá. 20k một viên pin 18650 nhá, 20k một viên. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái phễu xanh này. Đây mã em sẽ là cái phễu xanh nhá. Cái phễu này về dùng rất hay. Các bác dùng để về các bác rót nước, rót nồi và can và bình này. Rất là tiện luôn nhá. Đây thì về các bác kết nối vào. Sau khi mà kết nối xong là các bác kéo ra rất là hay, nó có thể kéo ra nhá. Bẻ một góc rất là khó luôn này. Đấy, những phần góc cong, góc khuất thì các bác có thể uốn éo nhá. Và cái phần này rất là hay là nó có thể dắt vừa với chai nước nhà mình. Đấy, bình thường là cái chai nước ấy, là các bác có phải tống vào đây, nhưng con này là các bác dắt anh thịt cá vào đây luôn. Đó, đây em sẽ lấy bác xem nhá. Đây nhá, ở đây em có một cái chai nước nhá. Đấy, bình thường là các bác có phải tống xuống các bác với rót thôi nhá. Đây con này rất hay nhá. Đây các bác nhìn nhá. Đó, thấy không? Có ấn cái là tự động sẽ khớp vào ngay. Thì trước khi mà ấy thì các bác mở nắp ra, cái đây em đang để nắp thôi. Đó, còn khi các bác dùng nó bác mở nắp ra thì bác phải rót được nước vào. Rót nước, rót rượu, rót xăng, rót dầu, sang chiết những cái đồ đạc các thứ rất ok. Đấy, sang chiết dung dịch rất hay luôn nhá. Một cái bộ phễu xanh nha. Đó, giá bên em đang bán một cái bộ phễu xanh này với giá sẽ là 30.000 thôi nhá, 30.000. Lên mã em sẽ là cái bộ phễu xanh 30k. Đấy, 30k cho một cái chiếc phễu xanh nhá. 30k một chiếc này. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá, dùng cực kỳ hay luôn đây. Các bác cùng xem nhá. Đó, đây. Đó, ví dụ như các bác sang chiết nhớt nhiếc này. Đó, các bác cạp nó vào. Đó, sau cái phần ống này các bác có thể bẻ ngoặt nhiếc các kiểu các hướng luôn nhá. Rất là đa năng luôn. Đó, thấy không? Khớp luôn. Đấy, đổ ra này. Ngon này luôn nhá. Sang chiết nước nôi rượu riếc rồi là dùng cái phễu này để các bác châm mồi các thứ rồi, rất hay. Đó. 30k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bộ phễu xanh. Phễu xanh này. 30.000 một chiếc này. Đó, cái phần đầu nó có thể kéo ra, uốn éo các hướng các kiểu luôn nhá. 30k một chiếc phễu xanh.